Tóm lại là chuyện gì? Chỉ lên nói chuyện vui vẻ với mọi người thôi, không bã, không biết gì đâu. Quả đáng. Cuộc sống là phải tươi cười, em nói cho nó vuông vuông đi xem nào. Hello người đẹp. Ủa? Như thế nào gọi là không vuông? Liên quan gì. Tại nhớ mọi người quá. Không biết làm cách nào. Bằng cách là lên đây chèn giò với mọi người mấy câu rồi đi ngủ. Chả có chó nào ăn hết.